Giới chức y tế tại dải Gaza cho biết số thương vong do bạo lực tại khu vực này đã liên tục tăng lên. Hiện đã có 24 người thiệt mạng và 204 người bị thương. Theo nguồn tin, trong số những người thiệt mạng có 6 trẻ em. Nguy cơ về một thảm họa nhân đạo và y tế cũng đang dần hiện hữu rõ nét. Bộ Y tế Palestine cũng tuyên bố nâng cao khả năng sẵn sàng của các bệnh viện, đặc biệt là các khoa cấp cứu, hoạt động chăm sóc đặc biệt và các trạm cứu thương. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của các bệnh viện đang phải làm việc trong tình trạng hạn chế về cơ sở vật chất và thiết bị do cuộc bao vây của Israel kéo dài suốt 15 năm qua. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi nhà máy điện duy nhất ở dải Gaza đã phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu sau khi Israel phong tỏa cửa khẩu nối với vùng lãnh thổ Palestine trong suốt 5 ngày qua. Bộ Y tế Palestine cảnh báo các dịch vụ y tế có thể bị gián đoạn trong vòng 72 giờ tới do điện bị cắt. Ngoài ra, việc mất điện sẽ làm ngừng hoạt động của các nhà máy khử muối, máy bơm nước thải và cung cấp nước cho các hộ gia đình, có thể gây ra thảm họa nghiêm trọng về y tế và nhân đạo. Con gái tôi nói rằng hàng xóm của chúng tôi nhận được thông báo sẽ có một cuộc pháo kích, vì vậy tôi đã bỏ lại mọi thứ sau lưng và bắt đầu chạy. Tôi đã ngã tới 3 lần vì tôi vừa phải trải qua một ca phẫu thuật. Sau đó thì cuộc không kích diễn ra, đồ đạc, nhà cửa, tất cả mọi thứ đã bị phá hủy, không còn gì cả. Trong ngày thứ hai liên tiếp, Israel đã phát động một chiến dịch quân sự tấn công phủ đầu nhằm vào phong trào thánh chiến Hồi giáo ở Gaza. Vì lo ngại phong trào này lên kế hoạch tấn công nhằm vào Israel, các chiến binh phong trào thánh chiến Hồi giáo đã đáp trả bằng việc bắn gần 200 quả rocket vào các vùng lãnh thổ của Israel. Trước tình hình này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã hối thúc các bên tránh leo thang căng thẳng. Hiện Liên Hợp Quốc và một số nước Ả Rập như Ai Cập và Qatar đang cố gắng làm trung gian hòa giải để chấm dứt bạo lực, nhưng vẫn chưa đạt được bước đột phá nào. Trong khi đó, cho đến nay, phong trào vũ trang Hamas vẫn chưa thể hiện bất kỳ động thái nào cho thấy có thể tham gia vào cuộc giao tranh với Israel. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi mới đây đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ pháo kích xảy ra trước đó một ngày nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine. Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đồng thời cảnh báo hành động pháo kích như vậy có thể dẫn tới nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Theo ông Grossi, hành động quân sự gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải tránh bằng mọi giá. Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan tới xung đột tại Ukraine cần kiềm chế tối đa những hành động có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân kể trên. Trước đó, ngày 5 tháng 8 vừa qua, đạn pháo rơi trúng đường dây điện cao thế tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến các nhà điều hành nhà máy phải ngắt kết nối một lò phản ứng, mặc dù không phát hiện thấy dấu hiệu rò rỉ phóng xạ. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở lớn nhất ở châu Âu, sản xuất 1/4 lượng điện ở Ukraine. Nga và Ukraine cáo buộc đối phương nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, gây sự cố hỏa hoạn và làm hỏng ít nhất 2 đường dây điện quan trọng. Bộ Y tế Cuba cho biết trong vụ cháy kho nhiên liệu tại tỉnh Matanzas, ngoài 14 lính cứu hỏa mất tích có tổng cộng 121 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Livan Aronte. Hiện Cuba đã kêu gọi các nước hỗ trợ dập tắt vụ cháy kho dầu. Thông báo cập nhật của Bộ Y tế Cuba nêu rõ, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể tại hiện trường vụ cháy. Nhân viên pháp y đang tiến hành xác định danh tính của nạn nhân. Trong khi đó, khoảng 1.900 người dân sinh sống gần các khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được sơ tán. Vụ hỏa hoạn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp và nghiêm trọng, khi gió thổi mạnh từ hướng đông bắc đã khiến ngọn lửa bùng phát từ đêm 5 tháng 4 mất kiểm soát và lan sang một bể chứa dầu khác có dung tích là 50.000 mét khối. Cuba buộc phải thông báo đình chỉ các hoạt động tại cảng Matanzas để tập trung cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Hàng chục người bị thương trong sự cố nói trên, trong đó có rất nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng và nguy kịch. Chủ tịch Cuba một lần nữa đã khẳng định quyết tâm nỗ lực tìm kiếm 17 lính cứu hỏa đang mất tích. Lực lượng cứu hộ Cuba cũng đang tích cực chạy đua với thời gian, cố gắng ngăn chặn ngọn lửa lan rộng và bất kỳ sự cố tràn nhiên liệu nào trên vịnh Matanzas. Đây là một tình huống phức tạp. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức với sự trợ giúp của quốc tế để rút ngắn thời gian, nhưng chúng tôi không thể biết khi nào thì đám cháy sẽ dừng. Cùng ngày, một chiếc Boeing 737-700 của lực lượng không quân Mexico đã hạ cánh tại sân bay Juan Gutierrez Gomez ở tỉnh Matanzas. Trên chuyến bay có 83 binh sĩ và chuyên gia dầu khí Mexico cùng nhiều vật liệu hỗ trợ dập lửa. Dự kiến sẽ có thêm 3 trực thăng của lực lượng này đến chi viện.
một máy bay A340-600 của hãng hàng không Venezuela cũng đang trên đường tới cùng với 35 lính cứu hỏa và chuyên gia xử lý thảm họa của tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này xảy ra trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài trong những ngày gần đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng ngày 7 tháng 8, thế giới có trên 588 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,43 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 93,87 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,058 triệu trường hợp tử vong do bệnh này. Cùng với đó, nhiều quốc gia khác cũng đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Trong những tuần gần đây, tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Australia vẫn cao. Theo số liệu của Bộ Y tế nước này, trong ngày 7 tháng 8, Australia đã có thêm gần 29.000 ca mắc và 89 bệnh nhân không qua khỏi. Chính quyền liên bang đã kêu gọi người dân tích cực đi tiêm vaccine liều tăng cường để phòng COVID-19. Đến nay, 5 triệu người Australia đủ tiêu chuẩn nhưng chưa đi tiêm vaccine mũi thứ 3. Trong những tuần gần đây, tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Australia vẫn cao. Dữ liệu hiện nay chỉ ra rằng chúng ta có lẽ đạt đỉnh dịch sớm hơn dự kiến, nhưng người dân vẫn cần phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron lây lan nhanh. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ kích hoạt hệ thống dự phòng trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng mạnh trở lại. Các chuyên gia y tế dự phòng cảnh báo, với đà lây nhiễm hiện nay, Hàn Quốc có thể lên đỉnh dịch mới vào cuối tháng 8 với số ca nhiễm là khoảng 150.000 ca một ngày. Còn tại Mỹ, làn sóng nhiễm các biến thể mới của COVID-19 đã bắt đầu thuyên giảm sau nhiều tháng tăng cao trước đó. Tuy nhiên, bên cạnh các tín hiệu tích cực cũng vẫn còn một số dấu hiệu cần theo dõi thêm, cụ thể là mức nhiễm virus trong nước thải không còn giữ xu hướng giảm dần như trong các tuần trước, hay có sự xuất hiện của một số biến chủng khác, đó là BA2.75. Ngoài ra, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, có 1.344 quận, chiếm 42% tổng số quận trên cả nước này, có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cộng đồng ở mức cao. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5 tháng 8 ra tuyên bố ngừng hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực, trong đó có đối thoại quân sự cấp cao. Theo tuyên bố, Bắc Kinh cũng sẽ ngừng các cuộc đàm phán về khí hậu với Mỹ, cũng như hoạt động hợp tác trong vấn đề ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và hồi hương người di cư bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra thông báo trên sau chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này cũng quyết định áp đặt trừng phạt đối với bà Pelosi và gia đình của bà, nhưng không nêu chi tiết về lệnh trừng phạt. Giới chức y tế Thái Lan ngày 5 tháng 8 xác nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này và là ca bệnh thứ tư được ghi nhận kể từ tháng 7. Bệnh nhân là một phụ nữ 22 tuổi, thường xuyên đến các địa điểm vui chơi giải trí được đông đảo du khách nước ngoài yêu thích, những nơi được coi là có nguy cơ cao lây lan bệnh đậu mùa khỉ. Các cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân. Trước đó, Thái Lan đã tăng cường các biện pháp sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ tại tất cả các trạm kiểm soát dịch bệnh tại các điểm nhập cảnh bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển sau khi phát hiện ca bệnh thứ 3. Theo hướng dẫn hiện hành, tất cả các trường hợp nghi ngờ phải nằm viện để theo dõi trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Các phòng khám và các cơ sở y tế nhỏ nên chuyển các trường hợp nghi nhiễm bệnh đến các bệnh viện lớn hơn.